Hey, có ai bị cuồng nàng béo đáng yêu Rebel Wilson trong Pitch Perfect 2 giống như là Mr. WhatsApp đây không vậy? Tuy nhiên thì vừa qua cô nàng đã khiến khán giả bất ngờ vì bị phát hiện ra việc khai gian tên thật cũng như là tuổi thật của mình. Việc bắt đầu từ một người bạn của Rebel tại Úc cho biết rằng thật ra nữ diễn viên sinh năm 1980 lận và đã 36 tuổi thay vì 29 tuổi như nữ diễn viên nói với báo chí. Ok, người đẹp nào cũng muốn mình trẻ hơn một chút, nhưng mà chênh lệch tới 7 tuổi thì hơi quá tay một chút xíu. Thêm nữa, người bạn này còn tiết lộ tên thật của cô nàng không phải là Rebel Wilson mà là Melanie Elizabeth Browns. Người nổi tiếng vẫn thường lấy nghệ danh đó mà. Công nhận là Rebel Wilson có người bạn được ghê ha. Tự nhiên cái ở đâu lù lù xuất hiện xong cái vạch mặt mình. Nhưng mà WhatsApp nghĩ mấy chuyện này có thể xem là tiểu tiết nếu so với sự dễ thương của Fat Amy trong Pitch Perfect, cho nên là bỏ qua luôn đi. Có vẻ như là sở hữu một vòng ba khủng vẫn chưa đủ khiến nữ rapper này hài lòng. Bằng chứng là cô nàng muốn can thiệp thêm một tí nữa vào gương mặt mình để mà nó trông hoàn hảo hơn. Xuất hiện trong buổi trao giải Billboard Music Awards vừa rồi, rất nhiều fan hâm mộ đã bất ngờ với gương mặt khác lạ là quắc của Iggy luôn. Không còn gai góc mà đã trở nên thon gọn dễ nhìn, có vẻ là V-line một chút. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì nữ ca sĩ đã thực hiện nâng mũi và sẵn tiện làm gì đó nữa quanh quanh khu vực cằm của mình. Tuy nhiên một số khác lại bênh vực rằng tất cả chỉ là do hiệu ứng nhiệm màu của công nghệ make up mà thôi. Make up mà có thể gọt được cầm, chống được mũi như thế này nữa, quá là xuất sắc. Riêng Mr. WhatsApp thấy con gái ai mà chẳng muốn đẹp chứ, huống hồ lại là ngôi sao Hollywood nữa. Thôi thì Iggy có chỉnh một tí cũng chẳng sao, miễn là rap vẫn chất là ok. Muốn xem chị Mimi nhà ta biểu diễn tại Vegas thì chắc chắn các bạn sẽ phải thất vọng rồi nha. Bởi vì vừa qua giọng ca Touch My Body vừa gửi lời chia buồn tới các fan rằng tour diễn Number One to Infinity của mình sẽ bị hủy vì tình trạng sức khỏe kém. Theo như Mariah Carey cho biết thì trước khi show diễn ra cô đã bị viêm phế quản nặng. Mặc dù đã được điều trị nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu nữ ca sĩ phải nghỉ ngơi thêm, cho nên là Mimi phải đành lỗi hẹn cùng với khán giả thôi. WhatsApp thì đang tự hỏi rằng không biết có phải bệnh thật hay không, hay là làm biến, hay là một trò khó ở nữa của nữ hoàng yêu sách này. Và các fan cũng đừng vội buồn, không có live show của Mimi thì còn có show của Britney và J-Lo đang sẵn sàng mở cửa bán vé cho các bạn vô kìa. Tất nhiên khi người ta lấy chồng thì họ của người ta sẽ thay đổi luôn. Lady Gaga cũng là một người phụ nữ đang yêu, cho nên chắc chắn không có mong muốn nào hơn là sẽ đổi họ của mình, lấy làm họ chồng luôn, đó là Taylor Kinney. Vậy là sẽ không còn cô Stephanie Germanotta nữa mà là Stephanie Kinney nha. Cặp đôi hạnh phúc này khi được hỏi về ngày trọng đại sắp đến thì tỉnh queo và nói là chưa hề có kế hoạch gì hết mấy bạn ơi. WhatsApp nghĩ đây chỉ là một câu trả lời lừa khán giả và phóng viên thôi, để hai người có một đám cưới bí mật im thin thít. Nghe phong phanh là lễ cưới sẽ diễn ra tại một bờ biển thơ mộng nào đó mà không ai biết được, thậm chí paparazzi cũng không thể nào mà lần ra dấu vết được. Không biết là lần này Gaga có định làm một cô dâu quái dị nhất hành tinh với trang phục cưới khỏi đụng hàng không đây. Thi thoảng khi nào bạn chán thì lôi điện thoại ra xem và nhắn tin một cái thì cũng không sao hết. Tuy nhiên nếu như bạn là Jennifer Lopez và hành động của bạn diễn ra vào lúc Mariah Carey đang hát trên sân khấu thì bạn sẽ bị chĩa mũi dùi vào mặt liền. Người ta nói là J-Lo có vẻ là không mặn mà gì mấy với phần trình diễn của chị Mimi nhà ta tại Billboard nên mới lôi điện thoại ra và lướt Instagram hay Facebook gì đó. Tuy là ngay sau đó Jennifer đã tập trung lắng nghe và còn vỗ tay phụ họa nữa, nhưng mấy khán giả khó tính vẫn cứ chầm chầm đoán là J-Lo xích mích gì đó với Mimi. Đúng là miệng lưỡi của người đời làm sao mà đỡ được, chỉ là một chuyện nhỏ xíu như con kiến mà đơm đặt quá chừng. Bộ đó giờ bạn không vừa xem TV mà nhắn tin hay sao chứ? Ghostbusters sẽ là bộ phim so hot với hai trai đẹp là Channing Tatum và Chris Pratt ư? Khoan vội mừng đi, có vẻ như anh chàng Chris vừa đính chính lại rằng chả có nhà sản xuất nào đến mời mọc anh hết. Mà kể từ khi gặp mặt Channing Tatum thì cũng không được nghe bất cứ một tin tức gì về phim này. Người ta cũng đồn là anh sẽ đóng vai thay Harrison Ford trong loạt phim Indiana Jones nữa. Và tất nhiên tiếp tục lại là một lời phỏng đoán vô căn cứ. Chris tiếp tục than vãn là đạo diễn của phim Steven Spielberg đụng mặt anh hàng ngày trên phim trường Jurassic World mà cũng đâu có đả động gì tới chuyện cho anh làm Indiana Jones đâu. À mà bạn có nghe thêm được tin đồn gì liên quan tới Chris và cái phim Knight Rider thì cũng là sai toét luôn nha. Ôi sao anh chàng có tiếng mà chả có miếng gì hết vậy Chris. Katie Holmes, một trong những người mẹ đơn thần đáng chú ý của Hollywood, có vẻ sẽ không còn một mình nữa đâu. Người ta nói rằng Katie sau khi đáp chuyến bay về Los Angeles thì đã ngay lập tức gọi điện tâm tình với một người, và đó chính là Jamie Foxx. Chuyện sẽ không có gì nếu nàng không kết thúc cuộc gọi bằng câu I love you. Chà, khỏi nói là dân tình đã bùng nổ và bắt đầu
đào bới chuyện riêng tư của hai người này. Trước đó, Jamie Foxx đã nói rằng chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi, và họ thấy có vẻ thân vì đang cùng làm việc trong một dự án phim hoạt hình. Vậy thôi ha. Dù miệng anh có chối nhưng mắt anh long lanh khi nhắc về nàng Katie thì người ta cũng đoán được phần nào rồi chứ. Ok, bắt ghế ngồi xuống chờ coi khi nào hai người này sẽ công khai dùng dằn dùng dẻ mà đi chơi nha. Hàng năm cứ mỗi lần đến mùa trao giải này là y như rằng các khán giả được no nê với đủ kiểu trang phục màu sắc. Và Billboard 2015 cũng không là ngoại lệ luôn. Taylor Swift thắng lớn với 7 giải và cô nàng còn có thêm lý do khác khiến ai cũng phải chú ý, đó chính là bộ cánh theo phong cách cut out táo bạo này. Cùng với tông trắng nhưng Tori Kelly, Hailey Steinfeld và Rita Ora lại trở nên thánh lịch và gợi cảm hơn hẳn luôn. Chắc là vì mấy nàng có số đầu 3 vòng hơi bị chuẩn đó mà. Britney và Jennifer Lopez không hẹn nhau mà gặp cùng nhau diện váy lấp lánh luôn. Nếu như Britney kín đáo bất ngờ thì J.Lo lại quyết tâm khoe hết những gì có thể khoe luôn, bằng chiếc váy trong suốt để có thể khoe chọn thân hình đồng hồ cát của mình. Iggy Azalea lựa chọn màu pastel vừa hợp với màu tóc mới, nhìn thiệt là hiền đó mà. Vị hôn phu của John Legend lập tức thu hút mọi ánh nhìn bằng bộ jumpsuit độc đáo với phần cổ được khoét sâu một cách cố tình và táo bạo, khiến cho nhiều khán giả phải đỏ mặt và đau mắt. Chương trình thời trang của chúng ta sẽ kết thúc với ai đây? Đó chính là Dancia. Đây là phong cách thời trang từ hành tinh nào vậy ta? Chuẩn bị quẩy tưng bừng như chưa bao giờ được quẩy với WhatsApp.